bạn cũng đừng quên, video chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha, tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn á. Mình ghét chuột. Thật ra mình không có sợ chuột đâu, nhưng mình chỉ ghét nó thôi. Đó là ngày hôm nay tôi đã quyết định đi giành giật phô mai của một con chuột. Là vậy đó em ơi. What the hell? Thôi nói chung thì con chuột này tôi nghĩ nó cũng bình thường đó, phải không? Từ đó tôi xem thử con chuột đó như nào cái. Cái đậu xanh con chuột. Cái đậu xanh con chuột. Cái đậu xanh ra đó, đậu xanh ra đó. Cái phô mai này mình phải mua bằng robot anh em ạ. Đậu xanh thiệt đó chứ. Trời ơi, phô mai gì kỳ cục vậy? Cái tiếng con chuột nó gần lắm đi đi ơi. Ủa đây là cái gì đấy? Không biết làm sao để vô đó được luôn anh em ơi. Alo. Ê, chuột ơi. Người bạn ơi, chạy đi người bạn. Ủa, chuột. Ok. À, một miếng phô mai, một miếng phô mai. Mình lấy được không? À, lấy được. À, mình phải tìm tận 9 miếng phô mai mới đi ạ. Quái cái chưởng này cái chứ. Thôi kệ, không quan tâm. Bây giờ đi tìm phô mai cái rồi hai cục. Ui, có một cái chìa khóa màu xanh nè. Ở trên đây là đi đâu rồi vậy ta? Không biết trên đây đi ra đâu luôn em ơi. Nhưng mà bây giờ mình đang có cái chìa khóa màu xanh này. Ôi, một miếng phô mai nằm đây nữa. À, cái đường nằm ở trên đây là sẽ mở ra một cái cánh cửa màu xanh dương. Ok, tôi sẽ cố gắng tôi ghi nhớ anh em ơi. Rồi, ba miếng phô mai rồi, quái chưởng thiệt. Chìa khóa màu xanh lá cây đi ở đâu vậy ta? Không đi qua được à? Hay là phải đi xuống rồi mới đi rồi. À, đi rồi. Màu xanh lá, màu xa lánh. Ui ôi, xanh lá này đi ra đâu đây ta? Từ từ nha, tôi xem thử cái mới đi rồi. Chỗ con què gì vậy trời? 2483 hả? 2483 còn bắt tao dạy đố nữa chứ. Mệt thiệt á. Ui không đúng mọi người ơi. Không đúng hả? 383842 đúng không? 3842. Ui giời, cái đậu xanh nó cũng không đúng luôn. Ủa, mật khẩu là bao nhiêu? 2 4 8 3 2. Cái trời ơi, cái thằng này đứng đây mình không bắt nữa đi bà. Ừ đúng rồi, mày đi ra giùm tao cái đi. 2 4 8 3. Không đúng luôn. 3 8 4 2. À đúng rồi. Đậu xanh nãy có cái thằng ghế đứng đó, mày đâu có làm gì đâu em ơi. Mày đừng nói con chuột phía sau được. Tao sắp chờ tao chạy không được luôn á nha. Ủa cái chỗ nào đây? Mấy cái đèn này ở đây là sao vậy ta? Không hiểu luôn mấy đi ơi. Ôi có cái mấy cái đường đi lên nè phải không? Từ một phô mai tao đâu? Tao vô đây là. Ủa con nhỏ nào vừa mới chạy ngang vậy? Chuyện kinh. Thấy cục phô mai rồi anh em ơi. Thấy cục phô mai rồi. Chạy gì lâu quá vậy? Tắt nghẹt giùm cái đây, ồn quá. Yes. Ok, bốn miếng rồi. Ui có chìa khóa màu xanh lên kia. Vậy là bây giờ mình phải đi tìm một cái hanh này. Ui ôi con chuột ở dưới kìa anh em ơi. Ê nhỏ này nó chạy qua được dễ dàng quá anh em. Ui ôi con quỷ chuột nó đang dưới kìa mấy đi ơi. Đậu xanh nhạt quỷ chuột đó. Thấy rượt mình đó em ơi. Từ từ nha. Bây giờ mình phải đi tìm một cái đường khác để mình đi vô rồi. Nhưng mình vừa lụm được cái chai nước ở đây luôn nè. 5 miếng rồi, còn 4 miếng nữa thôi. 4 miếng nữa nằm đâu đây ta? What the hell đó thiệt cái chứ. Ôi dồi, nghe tiếng phía sau luôn. Uống được không? Cái đậu xanh cái này cầm cho vui thôi, uống không được mẹ ơi. Trời ơi, đúng đấy. Ôi dồi, nó nghe tiếng tôi kìa anh em ơi. Bây giờ đi đường nào chứ? Cày trái nhà. Báo thiệt cái chứ, không được báo. Ôi ôi đừng cùng rồi ní ơi. Đường này đi ra đâu vậy? Trời ơi như cái mê cung phô mai luôn anh em ơi. Đường này lúc nãy mình lấy rồi nè. Bây giờ tôi phải tìm được con què nào nữa vậy trời. Ôi nghe tiếng nó phía sau. Ui không phải cái đường này rồi. Bây giờ mình phải tìm một cái đường khác để mình đi rồi anh em ơi. 15 minutes later. Ôi trời ơi. Cày thế nhờ. Cái miếng phô mai này ăn tôi được gì không? Sao tao ăn không được tụi bay? Lấy cho tao xin cái chìa khóa. Đúng rồi. Ui lại nữa rồi. Con quỷ chuột này thiệt cái chứ. Một miếng
miếng phô mai nữa, một miếng phô mai nữa. Sao con lấy miếng phô mai không được? Trời ơi trời, ok 6 miếng rồi, 6 miếng rồi, 6 miếng rồi. Rồi nó tới nữa rồi đó. Quỷ báo rồi tới nữa rồi đó. Many hours later. Trời ơi, giờ mới lấy được cái chìa khóa màu đỏ Mini ơi. Rồi lại còn bắt táo bắt cua nữa. Không sao các bạn, mình là hần đầu bắt cua mà anh em. Không sao, không sao, mình nói chung thì không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ bắt cua thôi. Chưa bao giờ mà tôi thấy khổ như vậy luôn á. Tôi lấy đồ ăn con chuột hơn, con chuột còn bắt mình bắt cua nữa. Cay thế à. Ok. Ok. Xếp gầm. Ok ok, được 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 được. Hi một cục phô mai nữa, hi một cục phô mai nữa, hi một cục phô mai nữa. Ê sao tao lại mất được tụi bay. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. 7 cục, 7 cục rồi, 7 cục rồi. Giờ còn cục nào nữa bay ơi? À ở đây hết rồi, hình như là bây giờ mình quay về đó anh em ơi. Oh my god, quay về đi vô cánh cửa màu đỏ nè. Nghe tiếng con chuột anh em ạ. Thôi đi đường bên đây cho nó chắc ăn nha. Đi đường bên đây cho nó chắc ăn đi. Cái đậu xanh tao vừa mới ra, tao nghe tiếng con chuột rồi. Con quỷ này sẽ nó bán tôi lâu thiệt luôn á anh em ơi. Bây giờ đi tìm cánh cửa màu đỏ, lúc nãy là mình gặp cánh cửa màu đỏ rất là nhiều luôn nha. Đó, nhưng mà giờ đi tìm lại thì ông nội tôi cũng biết cánh cửa màu đỏ nằm đâu nữa mới ní ơi. Quải thiệt á chứ. Ai rồi vừa mới nói luôn, trời ơi rồi. Bây giờ tôi biết cái đường này đi đâu rồi. Tao lụm cái này không được vậy bay. Ủa sao lụm không được? À lụm được rồi. Đậu xanh nó thiệt á chứ. Ui, bây giờ mình phải đi vô cánh cửa màu xanh lá cái nè. Bây giờ tìm cánh cửa xanh lá đâu đây nè. Sợ thế nha. Ê, quỷ chuột, quỷ chuột, quỷ chuột, quỷ chuột. Bà nội cha mày nha. Tao không làm gì nha. Mày đi đâu đây? Mày đi đâu đây? Cửa xanh lá nằm đâu ấy nha. À đây đây đây. Cánh cửa xanh lá, cánh cửa xanh lá sẽ trên đây anh em ơi. Cánh cửa xanh lá sẽ trên đây. Ê phải không má? Cái gì vậy bà nội? Ủa phải nằm trên đây không? Không phải rồi má ơi. Tao nhầm rồi bay ơi, tao nhầm rồi bay ơi. Later. Help me. Thấy vợ tao rồi. À đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ôi giời ơi, con quỷ chuột nó làm giật mình đến đêm ơi, nó ngược mình quá. Ôi trời ơi, xếp tí là ngẫm rồi. Oh my god. Ok. Ê rồi tao đi qua đây làm chi vậy ta? Ê đi lộn đường rồi mấy má, đi lộn đường rồi mấy má. Lộn đường rồi. Trời ơi là trời, sao tao trời ơi sao mà lộn đường được chuyện của Mỹ. Rồi 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 rồi, cánh cửa màu xanh, cánh cửa màu xanh nó sẽ nằm ở trong cánh cửa màu xanh lá. Vậy là bây giờ mình phải đi tìm cánh cửa màu xanh lá anh em ơi. À nó phải nằm trong cánh cửa màu xanh lá, là nó phải nằm ở trong vườn què. Quên nữa rồi anh em, hay thế nhờ. Mình nhớ nằm đâu luôn, mình nhớ là mang máng nó nằm ở bên đây. Ừ tôi nhớ được là nó nằm bên đây anh em, nhưng mà tỷ lệ mình gặp con quỷ chuột đó thì nó có vẻ là khá cao đấy. Cay thế nhờ, sợ thế nhờ, ráng thế nhờ. Đừng có bắt tao. Cay thế nhờ. Quỷ chuột này nó cực hoài luôn á mấy đi. Đậu xanh nhà nó đi. Tao yên lặng tí đi chuột ơi. Đừng báo tao nữa, tao lại mày luôn á chuột ơi. Chuột ơi, đừng báo tao nữa. Hãy để tao yên. Đậu xanh nhà mày. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái đường, cái đường, cái đường, cái đường. Ui, 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 chạy. Nãy giờ tốn tục cái quần luôn nhà mấy đứa. Chạy muốn tục cái quần luôn cơ. Trời ơi, cánh cửa màu xanh này. Đây, 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 đây. Tôi thấy cánh cửa màu xanh. Tôi thấy cánh cửa màu xanh. Đây rồi, ok. Ui, một cục phô mai đây. Rồi, 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 lấy một cục phô mai nữa. Chín cục rồi, đủ rồi. Ok. Bây giờ làm quần què gì vậy? Bây giờ mình phải đi theo cái đường này, phải người ta đi ra cái cửa mà phải không? Ok, 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 ok. Cái đường này nằm đâu vậy? Trời ơi! Nằm ở đâu vậy? À, nằm ở đây! Yeah! Thắng chưa? Hả? Là tao thắng chưa? Ê, đứa nào dịch giùm tao mấy câu này ấy? Ủa, tao đi đâu nữa vậy? Ở đây là đâu vậy? Tụi bay ơi, tao đang ở đâu vậy? Ê, tụi bay ơi! Hi, how are you? Tao có con chuột ở đây vậy? À! No. Đậu xanh nhà nó lừa tôi anh em ơi. Đậu xanh nhà nó lừa tôi.